Xin kính chào quý vị nhà đầu tư, trở lại với chương trình cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021 và định giá. Thì hôm nay tôi mang đến cái định giá cổ phiếu ACB. Thì cổ phiếu ACB cũng là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam và nhận được rất nhiều các sự quan tâm của nhà đầu tư. Bởi trong cái giai đoạn vừa qua, các cái cổ phiếu ngân hàng nó cũng đã đi ngang một thời gian rất dài. Rồi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến cho quý 3 Hồ Chí Minh và rất nhiều các cái tỉnh thành trọng điểm về kinh tế đã bị lockdown. Bởi vậy cho nên người ta đã lo ngại về ngành ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, có xấu hay không và tình hình đầu tư cổ phiếu ngành ngân hàng ra sao. Chúng tôi sẽ bắt đầu vào một việc là cập nhật cái chất lượng tài sản của cái ngân hàng ACB này. Bởi vì ngân hàng ACB là một trong các ngân hàng có trụ sở chính ở Hồ Chí Minh và tất nhiên đa phần tín dụng của ACB thì cũng nằm ở khu vực phía Nam, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid-19 trong cái đợt 4 vừa qua. Thì có thể thấy cái chất lượng tài sản của ACB có phần suy giảm do Covid-19. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đánh giá nó vẫn ở cái mức chất lượng tài sản top tốt nhất trong các cái ngân hàng ở Việt Nam. Về cái số liệu chúng tôi thu thập ở đây như sau. Về cái tỷ lệ nợ xấu thì đã tăng từ mức 0,59% cuối năm 2020 lên mức 0,84% là 9 tháng đầu năm 2021, tức là nợ xấu về cơ bản đã tăng 0,25%. Tuy vậy thì với mức 0,84% vẫn là top 3 ngân hàng có nợ xấu thấp nhất Việt Nam cùng với Vietcombank, Techcombank. Tiếp theo là về tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ACB thì tăng lên đáng kể từ mức 160,31% lên đến 197,71%. Đây cũng là cái mức bao phủ nợ xấu cao thứ 3 trong hệ thống ngân hàng, chỉ sau Vietcombank và MB mà thôi. Thì nó cho thấy cái ngân hàng này đã rất thận trọng trong cái việc ghi nhận lợi nhuận, cũng như là họ mạnh tay trong cái việc trích lập dự phòng nợ xấu, từ đó tạo cái nền tảng vững chắc cho việc phát triển trong tương lai, cũng như là cái lợi nhuận của họ sẽ có cái tính chất có độ xác thực cao hơn so với các cái ngân hàng trích lập thấp. Tiếp theo là cái tỷ lệ lãi và phí phải thu trên cái thu nhập lãi thuần thì nó còn giảm rất mạnh cơ. Nó cho thấy rằng cái tỷ lệ nợ xấu ẩn trong các cái tài sản của ACB không nhiều. Bên cạnh đó nó cho thấy là ngân hàng này có cái hoạt động thu tiền lãi rất tốt, ít bị nợ đọng, ít bị phải thu nhiều. Rồi về đòn bẩy tài chính của ACB thì về cơ bản là ở mức thấp hơn nữa so với năm 2020, ở mức 11,28%. Nguyên nhân đến chủ yếu từ cái ngân hàng này tăng vốn chủ sở hữu rất tốt, trong khi cái tín dụng lát nữa chúng ta xem thì nó tăng khá thấp, chỉ hơn 5 đến 6% thôi. Thì nó cho thấy là cái độ an toàn của ACB đang ngày càng cao, đòn bẩy thấp, từ đó tạo cái nền tảng cho cái ngân hàng này nó phát triển một cách bền vững hơn. Hay nói khác là ngân hàng này có thể được cấp cái hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn nếu họ muốn. Và tiếp theo cái tỷ lệ CASA là một cái chỉ số rất quan trọng đối với ngành ngân hàng. Nó cho biết là ngân hàng này huy động được nhiều cái vốn không kỳ hạn với lãi suất thấp hay không. Và đặc biệt nếu mà ngân hàng này huy động được nhiều cho thấy nó khai thác tốt cái tập khách hàng của mình. Từ đó tạo sự gắn kết của khách hàng đối với ngân hàng tốt hơn. Thì CASA của ACB là một trong những ít ngân hàng tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2021 lên đến đạt 22,37%, thì cũng nằm trong top 4 ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất Việt Nam cùng với Techcombank, MB, Vietcombank. Như vậy là được đánh giá rất cao. Tiếp theo về cái giá vốn huy động của ACB thì cũng có sự suy giảm rất là mạnh, giảm rất mạnh do CASA tăng là thứ nhất, thứ hai là do cái lãi suất tiền gửi ở Việt Nam cơ bản trong 9 tháng đầu năm có giảm so với năm 2020, làm cho giá vốn huy động của ngân hàng này đâu đó giảm xấp xỉ 1% so với trung bình của năm 2020, thì tạo tiền đề cho cái việc tăng trưởng cái thu nhập lãi thuần tốt hơn trong cái phần đánh giá kết quả kinh doanh. Tiếp theo về cái hiệu quả hoạt động phi tín dụng của ACB thì lại rất cao, nhờ cái hoạt động bán ca, tức là bán bảo hiểm của ngân hàng đấy, bảo hiểm nhân thọ đấy. Thì tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên thu nhập hoạt động của cái ngân hàng này 9 tháng 2021 về cơ bản là có giảm, tuy giảm một chút do cái dịch bệnh. Điều này cũng khó có thể tránh khỏi do dịch bệnh Covid. và cái thu nhập ngoài lãi trên nhân viên của nó cũng giảm một chút. Điều này do là việc lockdown như chúng tôi đã đề cập ở phía trên. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thấy rằng là cái tỷ lệ này của nó cũng khá cao, nhờ vào cái hoạt động chính nhất đó là hoạt động bảo hiểm. Và tiếp theo cái kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 như thế nào? Thì đầu tiên là về cái thu nhập lãi thuần. Quý vị có thể thấy quý 3 năm 2021 đạt 4.521 tỷ, tăng rất mạnh so với 3.635 tỷ của quý 3 2020. Và lũy kế 9 tháng thì đạt 14.150 tỷ, tăng khoảng độ xấp xỉ gần 40%, 39% so với mức 10.166 tỷ của 9 tháng đầu năm 2020. Đó, thì điều này có được một phần rất lớn nhờ cái CASA tăng, làm cho cái lãi suất huy động giảm. Bên cạnh đó cái lãi suất tiền gửi nhìn chung ở Việt Nam giảm, thì làm cho cái giá vốn nó thấp đi rất nhiều. Giá vốn thấp đi rất nhiều và thấp hơn so với cái việc suy giảm của việc lãi cho vay ra. Ví dụ ngân hàng cho vay ra lãi suất giảm như lúc nãy chúng ta xem là gần 1%, đúng không ạ? Nhưng mà họ cho vay ra lãi giảm có 0,5% thôi chẳng hạn. Thì từ đó vẫn làm tăng cái NIM, làm tăng cái thu nhập lãi thuần này rất tốt, đúng không ạ? Thứ hai là về cái hoạt động dịch vụ thì chúng tôi cũng đánh giá tốt. Trong đó có bảo hiểm đóng góp rất cao. Thì quý vị có thể nhìn thấy lãi từ hoạt động dịch vụ quý 3 năm 2020 đạt 636 tỷ, tăng rất mạnh so với 492 tỷ của quý 3 năm 2020, đúng không ạ? 21 tăng rất mạnh so với 2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm thì đạt tới 2.147 tỷ, tăng rất mạnh so với 1.289 tỷ, tức là tăng khoảng hơn 80% đấy. Rồi tiếp theo về chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro của ACB tăng rất mạnh trong cái quý 3 này. Nguyên nhân là do Covid khiến cho các cái tỉnh thành đóng góp kinh tế rất mạnh cho Việt Nam trong quý 3 bị đóng. Chính vì thế cho nên nợ xấu tăng và đặc biệt là ACB rất thận trọng, họ trích lập rất nhiều. Quý vị có thể thấy là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý 3 2021 820 tỷ trong khi cùng kỳ chỉ là 162 tỷ mà thôi. Tức là tăng tới khoảng gần 5 lần. Thưa quý vị, tăng hơn 4 lần, gần 5 lần. Đúng không ạ? Rồi chi phí hoạt động cũng thế. Do cái dịch bệnh Covid xảy ra, thành ra các cái chi phí vận hành hoạt động nó cũng sẽ tăng cao. Khiến cho tuy rằng cái lợi nhuận trước dự phòng tăng rất mạnh, từ 2.754 tỷ lên 3.400 tỷ. Tức là về cơ bản tăng khoảng độ gần 30%. Nhưng mà lợi nhuận trước thuế thì tăng nhẹ và lợi nhuận sau thuế tăng rất nhẹ, 1,4% quý 3 so với quý 3 năm trước. Thì chúng tôi vẫn đánh giá đây là một kết quả rất ấn tượng trong cái bối cảnh dịch bệnh vô cùng phức tạp như vậy. Và đặc biệt ACB lại nằm trong trọng tâm ở những cái vùng dịch. Thế thành ra cái việc ảnh hưởng này chúng tôi đánh giá là nhẹ và tích cực. Từ đó làm cho lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 7.175 tỷ, tăng 39% so với 9 tháng đầu năm 2020, là một kết quả không thể tốt hơn, đúng không ạ? Và tiếp theo, để cụ thể hơn về cái hiệu quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 thì chúng tôi đánh giá nó là rất tích cực. Vì sao lại vậy? Đầu tiên là cái tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động thì của nó đã giảm khá mạnh. Rồi là lợi nhuận trước thuế trên mỗi nhân viên thì cũng tăng rất mạnh. ROI, ROE của ACB đều tăng trưởng tốt. Và tăng trưởng tín dụng bình quân so với đầu năm thì đạt 5,37%, thì mức này là tương đối thấp so với trung bình của thị trường khoảng hơn 6%. Lý giải cái điều này là đến từ hai nguyên nhân. Một, ACB nằm trong đúng vùng trọng điểm của dịch bệnh. Thứ hai, ACB rất thận trọng trong cái việc cho vay ra. Điều đó khiến cho tăng trưởng tín dụng khá thấp. Thì đây cũng là một cái điểm yếu nhất trong cái tình hình kinh doanh của ACB trong 9 tháng đầu năm 2021. Tuy vậy khi kinh tế mở cửa trở lại và kỳ vọng 2022 với cái việc gọi là bình thường mới, cuộc sống bình thường mới, thì chúng tôi tin rằng ACB sẽ có sự tăng trưởng mạnh hơn nữa. Không những chắc mà còn phải tăng trưởng mạnh thì nó mới giúp cái kết quả kinh doanh tăng trưởng bền được. Còn cái tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 9 tháng như vừa trình bày nó đạt 39,76%, một mức rất cao trong các cái ngân hàng. Rồi tăng trưởng lợi nhuận sau thuế riêng quý 3 thì đạt có 101,35%. Thì đấy là tổng quan về cái hiệu quả kinh doanh của 9 tháng đầu năm 2021 vẫn tích cực cho dù quý 3 có dấu hiệu chững lại do dịch bệnh. Về cái dự báo kết quả kinh doanh 2021 của ACB thì ACB là cái ngân hàng ảnh hưởng khá nhiều bởi cái địa bàn kinh doanh ở miền Nam và các hộ tiểu thương. ACB chủ yếu là cho vay SME, tức là các hộ tiểu thương, các công ty nhỏ thì nó bị ảnh hưởng khá nhiều. Như vậy từ đó làm cho cái tỷ lệ nợ xấu tăng như chúng ta thấy. Tuy vậy do ACB có cái sự thận trọng nhất định trong cái việc kinh doanh của mình, vì thế cho nên cái hiệu quả nó vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Cái tỷ lệ nợ xấu trong quý 4 năm 2021 chúng tôi cho rằng sẽ có thể khả năng là tăng, nhưng mà vẫn ở mức thấp khoảng quanh 1%. Thì đấy là một mức thấp chấp nhận được, đúng không ạ? Còn chất lượng tài sản thì được đảm bảo tốt nhờ cái dự phòng lớn, cái tỷ lệ dự phòng lên đến gần 200%, đứng thứ 3 toàn ngành. Và đặc biệt quý vị vừa nhìn thấy, riêng cái quý 3 thì cái dự phòng so với quý 3 năm trước nó tăng đâu hơn 5 lần, đúng không ạ? Và tỷ lệ CASA của ACB đứng thứ 4 nhờ vào việc ứng dụng công nghệ mạnh, cũng như là việc họ cũng gọi là phát triển khá tốt các cái dịch vụ và các cái khoản giá trị gia tăng cho khách hàng. Thì ACB thì không bao giờ là những ngân hàng tiên phong cả, nhưng nó luôn là những cái ngân hàng thứ hai, thứ ba tốt nhất, không tiên phong nhưng mà luôn nằm top những ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất, đúng không? Rồi hoạt động kinh doanh ngoài tín dụng thì đang ngày càng tốt, góp nhiều từ cái việc là bảo hiểm, bán bảo hiểm thì ACB bán bảo hiểm rất tốt, bán banca đấy, tức là bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng. Rồi lợi nhuận sau thuế 2021 thì chúng tôi kỳ vọng có thể đạt khoảng 9.300 tỷ đồng, thì tăng trưởng khoảng 21% so với năm 2020, thì đây cũng là một kết quả tốt. ROA và ROE tức là lợi nhuận bình quân trên tổng tài sản bình quân ấy, và lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu bình quân lần lượt là khoảng 2.2% và 24%. Còn ROE nếu mới tính theo vốn chủ sở hữu đầu năm ấy thì nó khoảng độ 26%. Thì đây là một trong 3 ngân hàng có mức ROE cao nhất Việt Nam cùng với VIB, đúng không? Và cùng với MB hoặc Techcombank gì đấy. Đó là những cái ngân hàng có hiệu quả cao nhất. Dự báo kết quả kinh doanh cũng như định giá cổ phiếu ACB như thế nào, thì chúng tôi cho rằng 2022 lợi nhuận của ACB vẫn có thể tăng khoảng 16%, thì tương ứng với đạt khoảng 10.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Thì vốn chủ sở hữu hết năm 2022 thì chúng tôi kỳ vọng đạt 55.300 tỷ đồng. Đấy là cái mức tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Còn về định giá cổ phiếu ACB, mục tiêu cho hơn một năm tới, tức là đầu năm 2023, khi có kết quả kinh doanh của 2022 thì chúng tôi kỳ vọng PB hợp lý của ACB nó khoảng 2.1 lần. Thì PB hợp lý như thế nào thì chúng tôi đánh giá so với, thứ nhất là so với điều kiện kinh tế và so sánh với cùng kỳ của các cái giai đoạn trước, đúng không? Rồi là đánh giá vị thế của ACB cũng như cái ROE của ACB như thế nào, rồi là cái tốc độ tăng trưởng tín dụng ra sao, thì chúng tôi đưa ra được một cái mức hợp lý là PB khoảng 2,1 lần và PE khoảng 10.5 lần. Thì nếu với PB 2,1 lần thì giá hợp lý của ACB vào đầu 2023 nó khoảng 42.880 đồng. Và nếu PE hợp lý là 10.5 thì giá ACB hợp lý khoảng 42.210 đồng cho hơn một năm tới. Thì tức là cái mức upside, mức tăng giá đâu đó nó khoảng độ 26-27% so với giá hiện tại vào tháng 11 năm 2021 này. Đó. Và khuyến nghị đầu tư đối với cổ phiếu ACB thì chúng tôi khuyến nghị là quý vị đầu tư lâu dài thì nên mua cái cổ phiếu này. Lâu dài đây là trên một năm, tối thiểu phải trên một năm. Thì khi đó chúng tôi kỳ vọng rằng nền kinh tế trở lại, ACB sẽ được định giá một mức hợp lý là trên 42.000 đồng. Thì trên đây là những cái cập nhật kết quả kinh doanh cũng như định giá cổ phiếu ACB của chúng tôi. Thì hy vọng sẽ cung cấp được nhiều cái thông tin hữu ích cho quý vị để ra quyết định đầu tư cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.